Vâng các bác ơi, quay trở lại với lại kênh xe đạp Nhật bãi của em trên YouTube nhé. Đây là một siêu phẩm đến từ nước Mỹ. Đây là một chiếc cao bồi Mỹ nhá. Đây là một chiếc cao bồi đấy, em gọi nó là một chiếc cao bồi Santa Cruz Mỹ xuất Nhật cực kỳ chất. Một chiếc MTB mang mã số là E826 nha các bác. E826 nhá. Con này là khung sườn, nó khung sườn nhôm này, càng phuộc nhún kép phía trước, phuộc dầu cực kỳ êm luôn, sóc giữa luôn. Các bác xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để follow theo dõi những mẫu xe mới nhất em sẽ đăng hàng ngày cho các bác. Và có những con xe độc lạ thì các bác cũng có thể theo dõi được. Và chiếc này hàng bên em mới nhập về kho nhá, về kho bán hàng. Đấy, con này có thể nói là nguyên zin đét luôn nha các bác, cực kỳ chất. Như thường lệ em sẽ đi tổng thể xe, sau đó sẽ đi chi tiết và báo giá cho các bác luôn chiếc xe này để các bác có phù hợp về tài chính cũng như chất chơi để chơi chiếc xe MTB độc cổ này không thôi nhá. Mã sườn phải của xe này, con này bộ khung sườn nhôm rồi, khung sườn nhôm nó có ốp cực kỳ chất luôn, nó có hai ốp hai bên đỡ của khung càng rất chất của Shimano. Con này thì bộ chuyển động quỳ đề con này cực cao nhá, quỳ đề của nó là Shimano DOG nhá, rất cao. Đối với dòng địa hình DOG là Shimano DOG là cao lắm rồi các bạn. Tất nhiên là có những cái còn VIP hơn nữa, tuy nhiên là ở phân khúc để đi xe hàng bãi Nhật bên em như vậy là chất lắm rồi. Đấy, con này em nói là nguyên zin đét từ nước sơn của nó luôn nha các bác. Mời các bác xem chi tiết cấu hình này, gọng in và in zin đét theo xe này, khung sườn zin đét luôn, màu đỏ đô nhá, khung sườn có màu đỏ đô này, mối hàn vây cá này. Đấy, con này có một vòng thôi, dạng cọc cô tăng của nó này nó ngắn rụt vì nó chiếm nhiều về cái khoảng để trang trí cho bộ khung càng trước của nó này, càng phục dầu này rất êm luôn. Này là test rồi, em đã test rồi, cực kỳ êm nha các bác. Tay cánh én lắp ngược nhá, đi rất chất luôn. Đấy, bộ tay này có thể lắp ngược lại cũng được. Đấy, lắp như thế này để đi cho nó có chất trời các bác. Tuy nhiên là các bác không thích thì có thể lắp ngược lại thì nó lại chuyển sang dài thêm một xíu nhá. Con này cấu hình thì các bác cứ lên chiều cao cho em 1m63 trở lên là đi ok rồi. Đấy, với bộ tay ghi đồng cánh én lắp 2 chiều thì các bác có thể lựa chọn chiều cao từ 1m63 thì chiếc xe này là đẹp nhá. 63 cho đến 1m9 cũng đi được nha các bác, 1m90 vẫn đi được ok chiếc xe này nhá. Mời tiếp tục chi tiết cấu hình này, phanh của nó nguyên zin này, em đã nói tất cả con này là nguyên zin đét rồi, thì em không đi giới thiệu cái chi tiết của nó là từng nước sơn cũng như là cặp phanh của nó. Đây, phanh càng hai gọng này của Kinse nhá, nguyên zin đét, bánh lốp còn nguyên zin luôn, lốp zin, thông số của nó là 26 x 2.3. Đấy, vành nhôm hai lớp của Shimano nguyên zin luôn. Con này thì lan hoa là cũng còn nguyên zin, mạ chì nhá, lan hoa lá hẹ, mạ chì lõi inox, mạ chì. Đấy, chân lan hoa nó lại cắm ngược trên Meyer rồi, thiết kế kiểu rất đẹp Meyer của Shimano, chạy là 8 tầng lip một tầng đĩa, trục sau trục rỗng luôn của Shimano luôn, khóa hồng này, quỳ đề của Shimano DOG XT này, rất đẹp. Ốp càng của nó này, ốp càng, ốp khung, ốp sườn của nó là của Shimano luôn nhá. Đấy, tất cả đều là gọng nhôm, tất cả đều là gọng nhôm rất dày luôn các bác, nhôm rất dày. Đĩa con này, này đùi đĩa 5 chấu nguyên zin này. Đấy, của Shimano luôn, đùi đĩa 5 chấu nguyên zin theo xe luôn. Đấy, rất đẹp. Ốp đĩa của nó đây, ốp kép luôn hai mặt nhá, ốp kép hai mặt. Pedal của Waygo, pedal gọng nhôm bạc đạn của Waygo, trái phải đồng bộ luôn. Thống dây thì nó đi nổi màu là màu đỏ đô luôn, sóc chính giữa đây này. Sóc chính giữa của nó đây. Rất êm luôn đấy các bác. Mã số là 826 nhá, E826 nhá. Đây mối hàn đầy cá này, khung sườn nhôm này. Đấy, bộ càng phuộc phía trước là cực kỳ chất lượng luôn. Tem chữ là màu đen này, tem chữ 3D luôn, màu đen Santa Cruz. Đây là nói đến tem chữ này các bác nghĩ ngay đến một chiếc xe hơi của Mỹ, thương hiệu Mỹ cũ rồi,
Santa Cruz ấy. Rất đẹp. Logo của nó này các bác. Logo của nó này. Đăng ký kênh thì mới chọn clip. Cái trong là biểu tượng của hãng luôn. Phần trước đồng bộ, phần sau nhá. Hai càng rộng nhôm. Hai càng rộng nhôm này. Má phanh đồng bộ luôn nhá, má phanh đồng bộ luôn với càng phanh. Dây thì cực chất rồi. Dây này. Phía ngoài này. Phía trong là lớp nhựa chất lượng, phía ngoài là bọc. Bọc nhựa trắng trong suốt, rất đẹp. Trang trí màu. Bộ bấm xả đây, 8 lít của nó đây các bác. Đồng bộ đều rê luôn, tay phanh đồng bộ luôn nhá. Tay phanh đồng bộ với má phanh và gọng phanh. Chính vì vậy em mới nói là nguyên zin đét hết nhá. Tay nắm cao su chống trượt này, ghi đồng cá nhén này. Đấy, bộ nắp pô tăng của nó này. 4 ốc này. Thiết kế rất chắc chắn và đẹp luôn. Đấy, nắp chụp của kia luôn. Con này có thể nói là cùn. Cùn các bạn, cùn luôn. Của hãng luôn ạ. Sóc cực kỳ chất lượng. Trục trước cũng là trục rỗng luôn. Khóa hồng của Shimano Clock luôn. Vành nhôm hai lớp của Shimano. Nan hoa lá hẹ. Sâu sâu khuyên. Chân nan hoa thì cắm ngược vào Meyer. Meyer thì của Shimano rồi. Meyer của Shimano nguyên zin rồi. Bánh lốp như bánh sau. 26 x 2.3. Lốp béo màu đen. Rất đẹp. Từng cái thiết kế ở cái mặt trước chắn phanh của nó đây này. Cùng ăn là nhôm nguyên khối luôn các bác. Kỳ đẹp nhá, nên cấu hình chiều cao cho mục từ 1m63 nhá đến 1m90 đi ok. Bộ chân chống con này là chân chống nguyên zin. Chân chống nguyên zin luôn. Báng thép gọng nhôm. Chắc chắn luôn đấy, có lò xo bật nảy cực kỳ êm luôn. Đấy, chống ở các địa hình đều rất chi là chắc chắn luôn các bác. Đùi xe là đùi nhôm mạ nhá. Sáng choang luôn đây này, nhôm mạ sáng choang luôn. Trục sữa chạy bi bậc đạm này các bác. À, con này thì báo với các bác là 35 triệu nhá. 35 triệu đã bao gồm phí ship. Các bác mua xe có thể có đồ phụ kiện gì tặng kèm em sẽ tặng cho các bác. Đây là con xe hàng độc hiếm thì không có nhiều. Thì bác nào đủ chất chơi, đủ tài chính, yêu thích dạng xe này thì alo cho em. Số điện thoại ghim ở phần tiêu đề. Đấy, cũng như ghim trên màn hình các bác nhớ đọc nhá. Xin chào. À, nhớ xem những mẫu xe tiếp theo của em nhé. Vâng, xin mời các bác quay trở lại với kênh xe đạp 7 Nhật của em trên YouTube nhé. Đây là một chiếc E761 mang tên là Pro. Mang tên là Pro nhé. Một bản xe Cadet của Pháp xuất Nhật. Màu chủ đạo của xe là màu xanh. Xe này có màu chủ đạo là màu xanh, dạng xanh ngọc, rất đẹp. Một hãng xe kỳ nổi tiếng của Pháp là Pro Fundo. Con này là một chiếc touring có bánh địa hình cực kỳ chất với tay cánh én phù hợp với người trung tuổi nhé. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh bấm đăng ký kênh để follow những mẫu xe mới nhất mà em đăng hàng ngày để gửi đến các bác để lựa chọn. Các bác có thể lựa chọn cho mình một mẫu xe thể thao đi nâng cao sức khỏe như ý muốn nhé. Và em sẽ đi tổng thể của xe, sau đó sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá chiếc Pro mang mã số E761 này nhé. Đây, đến phần đầu của xe. Bác nhìn tổng thể, em view cả phía trên cao xuống cho các bác xem. Mạng trái của xe này. Một chiếc Fundo có trang bị gác ba gai. Trước sau và dọ hàng inox. Trang bị Meyer phát điện và đèn bầu phát điện. Con này đuôi gác ba gai có trang bị luôn đèn cảm biến ánh sáng để đi ban đêm này. Đẹp luôn. Mời các bác xem chi tiết cấu hình của xe nhé. Cọc in này, gọng in và in này. Kiểu in da thể thao màu đen. Có đệm mút cao su non phía trong rất chi là êm luôn. Cọc in nguyên zin theo xe nhé. Khóa hồng đang còn nguyên zin nhé. Con này thì nó là dạng thép cổ rồi các bác. Con này Pro. Dòng Pro là nó có cái kiểu thép cổ là rất chi là đẹp luôn. Chắc chắn luôn nha các bác. Step cổ
mối hàn cực kín và nhỏ luôn đấy, cực kín và nhỏ, tuy nhiên là độ bền và độ chắc chắn là cực cao rồi. Gọng các ba gà của nó là gọng nhôm sơn tĩnh điện màu đen có kẹp hàng này. Đấy, đùi các ba gà có một chiếc đèn cảm biến ánh sáng màu đỏ luôn này, đi vào đêm thì nó sẽ nhấp nháy rất đẹp luôn. Dè của nó là dè nhá, dè của nó là dè nhựa bản rộng, dè nhựa có bán bánh địa hình, dè Nhật luôn. Đũa dè của nó là đũa nhôm nhá, đũa dè là đũa nhôm nhá. Thông số lốp con này là 26 × 1.95 các bạn, bánh 26 × 1.95. Lốp thì lốp này lốp mới, lớp mới của Made in Việt Nam rồi, lốp của Kasumina nha các bác, lốp của Kasumina. Và hãng lốp rất uy tín, cũng đã xuất khẩu ra trên toàn thế giới rồi. Vành của nó là vành nhôm nguyên zin, vành Nhật, vành nhôm. Nan hoa thì là inox chân đầu. Quỷ đề của nó là quỷ đề của Acera các bác, quỷ đề của Acera. Xe chạy 3 tầng đĩa và 7 tầng lip. 3 tầng đĩa và 7 tầng lip nhá. Sen lip đều của Shimano luôn. Ốp lip là một miếng nhựa trong suốt. Mayer nguyên zin rồi. Mayer này Mayer cũng của Shimano luôn các bác. Đấy, Mayer sau của nó là Mayer Shimano nhá. Phanh con này là phanh gọng V. Phanh gọng V 2 mảnh nhôm. Cũng Shimano luôn, nguyên zin theo xe đấy. Con này là phanh gọng V 2 mảnh nhôm nguyên zin theo xe luôn. Đấy, logo biểu tượng của Pro đây các bác này. Cái họa tiết phối màu trang trí rất đẹp, bản can đét nhá, bản can đét tem chữ Pro, tem chữ của nó là tem chữ là màu trắng nhá, nền màu xanh ngọc nguyên bản của nó luôn. Đấy, con này gióng đứng cũng có bắt gọng phụ, gọng nước cũng được, hoặc là bắt các cái phụ kiện đồ chơi. Gọng nước của nó đây, gọng nhôm sơn màu đen, đùi là đùi zin, đùi con này đùi zin theo xe rồi, đùi nhôm. Đùi con này được sản xuất tại Đài Loan, nguyên zin theo xe. Pedal của nó là pedal gọng nhựa đúc, hai mặt màu vàng phản quang. Gạt đĩa đồng bộ Lunasera nhé, nguyên zin theo xe. Hệ thống dây nó đi nổi rồi, đi đến kết cấu pô tăng ghi đồng của nó là nguyên zin hết nhá. Lắp chụp màu xanh này, tay là cánh én này, con này tay cánh én nhìn rất đẹp, thiết kế rất đẹp luôn. Tay nắm là cao su màu đen này, bộ bấm xả được nó này, và tay phanh nó ăn một cụm của Shimano nhá. Đấy, bấm xả lip 7 tầng lip. Đấy, bấm xả lip này bên tay phải và bấm xả đĩa bên tay trái 3 đĩa này. Dây cũng là dây màu xanh này, dây màu xanh lơ. Đấy, các ba gà phía trước gọng nhôm màu đen. Giỏ hàng là giỏ hàng inox đũa nhỏ. Đấy, đèn bầu này, con này là đèn led nhá, nó là dạng bầu. Dạng bầu quả nhót rất đẹp, dạng bầu đúng không? Bầu quả nhót rất đẹp. Đó. Ba bóng led này. Mayer trước của nó là Mayer phát điện rồi. Cấu hình bánh trước như bánh sau thôi, lốp của Kasumina. Và nhôm nguyên zin, nan hoa thì là inox chân đồng. Càng thép khung sườn của nó luôn, đồng bộ là thép cổ nha các bác, thép cổ thương hiệu đấy. Con này là thép cổ thương hiệu luôn. Đây, logo này của nó này cũng là của Pro đây. Con màu xanh này về cấu hình con màu xanh, con màu vàng em đã lên sóng rồi các bác, con Pro màu vàng đấy thì em cũng đã lên sóng rồi, cấu hình giống hệt nhau đấy, mọi chi tiết kể như cũng như giá thành tiền giống nhau đấy, rất đẹp. Tuy nhiên con trước là con tay thẳng, con này tay cánh én nhá, tay cánh én, nhưng mà bộ cấu hình của cái bộ pô tăng và ghi đồng của nó là cực chất luôn này. Nhôm đúc nguyên khối này, nhôm đúc nguyên khối nhìn rất chắc chắn, mặt nạ đặc 4 ốc lực này, nắp chụp theo màu của xe luôn này, lại chuông đang còn nguyên zin này, chuông bật cơ rất kêu, phun đồ, mang mã số E761, một chiếc Pro kỳ đẹp và chất. Các bác ưng thì alo cho em số điện thoại chạy trên video ghim ở phần tiêu đề nhé. Các bác nhớ xem những mẫu xe tiếp theo em sẽ lên sóng hàng ngày cho các bác.